Chương một. Yếu đáng thương em bé lại bất lực. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Két két. Một hồi tiếng ma sát tuôn ra lọc vào trong tai. Hả? Ninh Phong từ trên giường ngồi dậy, mắt nhìn ngoài cửa sổ, một vùng tăm tối. Đám người kia quá có thể uống. Hắn lung lay choáng ván đầu. Lại nghe được âm thanh từ phòng khách truyền đến, giống như chuột gặm cắn đồ dùng trong nhà tiếng ma sát hắn mở cửa ra ngoài, cả phòng không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Âm thanh là tại phòng ăn vang lên. Ninh Phong chậm rãi tới gần, đến cửa ra vào, trên bàn cơm đột nhiên thiêu đốt lên một cây nến. Yếu ớt ánh nến, đem phòng ăn phủ lên tận một quỷ dị màu sắc. Một cái hát bào nhân, đưa lưng về phía hắn mà ngồi. Ninh Phong nhíu mày, tầm tư nhốn nháo. Hắn là ai? Vào bằng cách nào? Ở đây làm gì? đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên một đám phỏng đoán không ngừng nghĩ ra bài trừ xoát người áo đen kia bỗng nhiên đứng lên xoay người hắn một cái lấy xuống áo bào đen lộ ra ngoài lại là một bộ xương khô hắn xương ngón tay đang ma sát mặt bàn phát ra làm người sợ hãi âm thanh nó động một bước lại một bước đi hướng mình cái này ninh phong lưng phát lạnh tề cả da đầu tại thời khắc này đúng là mộng bức nghĩ ngang nghĩ vạn cũng không nghĩ ra lại là mẹ nó chúng ta rầm rầm đang lúc xương khô đến trước mắt nó bỗng nhiên tiêu tan hắc ám cũng tản đi dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên gạch men sứ chiếu gian phòng bừng sáng thế giới ngoài cửa sổ biến rõ ràng ảo giác đang lúc ninh phong sững sờ lúc một hồi êm tai linh hoạt tiếng cười truyền đến ha 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 Ninh Phong à Ninh Phong, ngươi cũng quá túng, vậy mà sợ đến như vậy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa cái 17-18 tuổi nữ sinh. Mắt ngọc mày ngài, lông mày mũi ngọc tinh xảo, phấn mỏng bờ môi, ngũ quan tinh xảo tràn ngập cổ linh tinh quái khí tức. Nàng là ai? Ninh Phong trong lòng rất mộng, biểu lộ là chuyên nghiệp một dạng trầm ổn. Trong quan sát, hắn chợt phát hiện, tất cả biệt thự lầu một kết cấu thay đổi không còn là xa hoa phong cách mà là tràn ngập gia đình ấm áp trên vách tường có rất nhiều hắn cùng phụ mẫu ảnh chụp ninh phong ánh mắt ngưng lại nếu như phụ mẫu không có xảy ra chuyện hắn cũng sẽ có cái hạnh phúc nhà có thể thời gian không cách nào đảo lưu nếu như đây là một hồi trò đùa quái đảng. như vậy ninh phong sẽ để cho nàng biết cái gì là tàn nhẫn thất thần làm gì thật sợ choáng váng a à, nhanh tới đây ăn cơm đây chính là mẹ ta sáng sớm chưng bánh bao. Mỹ thiếu nữ dương lên trong tay túi thực phẩm, tùy tiện đi đến phòng ăn, tùy ý ngồi xuống, không có chút nào hình tượng thuộc nữ đáng nói. Ông! Đúng lúc này, Ninh Phong đại não một hồi vù vù. Rất nhiều ký ức tràn vào trong đầu. Nhà cách vách lý tiểu tịch. Hồn sư, hồn kỹ. Một cái thế giới khác. Vô số thông tin, đem Ninh Phong đại não xung kích choáng váng nhưng hắn rất nhanh hiểu được. Hắn trùng sinh rồi, nhưng... Thế giới thay đổi. Nguyên bản dòng sông lịch sử là giống nhau, có đường tống triều đại những cái này, có thể kể từ năm 1800 năm Bắc Cực xuất hiện hố trời, dị tộc sinh vật xâm lấn, cải biến kết cấu. Bởi vì dị tộc sinh vật tồn tại não hạch, có người có thể đem hắn hấp thu cũng thu được siêu năng lực, những người này được xưng là hồn sư. Hồn sư xuất hiện, Nhân loại mới từ không cách nào phản kháng chuyển biến đến có thể phản kháng, tại đến đem dị tộc trấn áp xoay chuyển trời đất hố, duy trì cân bằng, dùng rộng đã 100 năm. Cho tới bây giờ năm 2008 ngày 31 tháng 8, hồn sư là thành thục cũng đẳng cấp rõ ràng hệ thống. Mà trước mắt người hàng xóm này nhà nữ nhi lý tiểu tịch, chính là hồn sư, nàng cái hồn kỹ thứ nhất là ảo thuật. Trong trí nhớ đối với nàng đánh giá, này thiếu nữ nham hiểm không phải cái gì nhà bên có cô gái mới lớn, thỏa thỏa tiểu ác ma một cái, thường xuyên dụng năng lực của nàng đùa dẫn chính mình, chính như vừa rồi khô lâu hình ảnh. Nhưng tất cả những thứ này không sao. Người nhà của ta, trở về rồi. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ hồn sư phương diện này, cái khác liên quan tới phụ mẫu ký ức cùng xuyên qua phía trước đại giống như giống nhau. Ninh phong thần thái trầm ổn như cũ bình tĩnh. Trong lòng cũng là trong vui mừng mang theo mờ mịt. Ninh Phong, mau lại đây ăn cơm, đừng lề mề, đợi lát nữa chúng ta vẫn phải đi ma võ đưa tin đây." Mỹ thiếu nữ thúc giục nói. Ninh Phong một bên chải vuốt suy nghĩ, vừa đi đến bàn ăn ngồi xuống. "Ăn nhanh lên một chút đi." Lý Tiểu Tịch cười khanh khách đưa qua một cái bọc lớn tử, trong mắt thoáng qua giảo hoạt. "Phốc suy." Làm Ninh Phong cắn về sau, từ bánh bao bên trong bỗng nhiên phun ra sữa bò, treo đầy mặt của hắn cùng tóc ninh phong hắn lấy lại tinh thần lại bị nha đầu này cho cứ vậy mà làm chơi vui sao ninh phong trầm giọng nói ha 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 chơi vui nhanh đi tắm một cái ta đây là vị nhường ngươi thanh tĩnh lý tiểu tịch cười ha hả nói bản khuôn mặt căn bản không có hiệu quả gì ninh phong thở ra một cái có chút khó chịu trước khi trùng sinh hiếm có người dám cùng hắn nói đùa Ninh Phong đứng dậy đi đến phòng rửa mặt, nhìn một chút mình trong kính, là 18 tuổi cơ thể cùng lão lạc linh hồn. Trước khi trùng sinh hắn 18 tuổi lên đại học, tại năm thứ hai đại học thời điểm, người nhà xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại thế nào, cũng là lên đại học, chỉ bất quá biến thành ma đô võ hồn đại học, là bồi dưỡng hồn sư trường cao đẳng. Mà phụ mẫu, tại một năm trước đi bắt cực hố trời làm nghiên cứu khoa học, còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về đã qua một năm lý tiểu tịch mụ mụ đối với mình chiếu cố có thừa, chỉ là lý tiểu tịch thu được hồn kỹ về sau, liền bắt đầu không ngừng bắt hắn luyện tập rồi. Một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu thôi. Ninh Phong không lưng gội đầu. Chỉ là tắm tắm, trên tóc bọt biển càng ngày càng nhiều, dội cũng dội không sạch. Ninh Phong đột nhiên ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thấy, cái này tướng mạo luôn vui vẻ ác ma thiếu nữ, vậy mà đang len lén đổ thêm dầu gội đầu. Đủ rồi. Ninh Phong nhíu mày quát lớn, mới vừa xuyên qua tới, còn không có quá thích ứng nhân vật. Kết quả, tốt a, à, ngươi lại dám hung ta? Ninh Phong lại thể hội một lần bên trong huyễn thuật cảm giác, từ bên vách núi rơi xuống, còn có chút mất trọng lượng cảm giác. Và dây đồng hồ về sau, huyễn thuật tiêu thất. Ninh Phong sắc mặt trầm ổn như cũ, ánh mắt cũng là ngốc trệ. Cảm giác mình như thế nào trở thành? yếu đáng thương em bé lại bất lực người đâu. Đầu óc hắn lấp lóe nguyên một đám đối phó nạn ý nghĩ, bỗng nhiên phát giác, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mưu kế biến bất lực. Hừ. Nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta đắc ý, nhanh lên một chút tắm, chúng ta muốn lên đường. Lý tiểu tịch ngạo kiều đi ra ngoài. Ninh Phong thở sâu. Thôi, chính là một cái thích chơi tiểu nha đầu. Trong trí nhớ, làm hàng xóm mấy năm, hắn cũng không thiếu đùa dẫn lý tiểu tịch có một năm thả nghỉ đông hắn mang theo một cái sọc bài tập đi bên cạnh lúc đó lý tiểu tịch cái kia tràn đầy ánh mắt u oán rõ mồn một trước mắt hai người đều ham chơi thích quậy mấy năm trước nàng hoàn toàn không phải là đối thủ có thế kể từ nàng sớm trở thành hồn sư hô Hồ. ninh phong thương miệng thở dài ngẩng đầu mắt nhìn mình trong gương giành lấy cuộc sống mới trở lại 18 tuổi thân nhân đều tại sinh hoạt có ý nghĩa hắn rất chờ mong chờ phụ mẫu sau khi trở về gặp nhau hình ảnh nghĩ đến trước khi trùng sinh hắn sáng lập công ty đạt chục tỷ quy mô nhưng hắn là cô độc lập nghiệp chi lộ không gì sánh được long đông nguy cơ tứ phía một đường đi theo huynh đệ cũng ở trên đường bị hại ninh phong nhìn qua mặt kính ánh mắt dần dần sắc bén có một cổ họa diễm đang nhảy nhót hồn sư thế giới chỉ cần mạnh lên liền có thể ngăn chặn ngoại ý muốn những cái kia để cho ta tiếc núi, ta tuyệt sẽ không để bọn hắn tại phát sinh. Biết đó là cái thế giới như thế nào về sau, giả tâm của hắn, giống như bệnh hoạn như vậy điên cuồng sinh sôi. Trở lại phòng ngủ mình, trong tủ treo quần áo phần lớn là hiệp chấm hát huyện khốc phong cách, nên phòng lúc tuổi còn trẻ rất sinh động, nhưng bây giờ thì khác, cầm chút hương nhàn áo sơ mi, trên thân cũng thay đổi kiện, hắn theo bản năng sờ lên cổ tay trái. Ninh Phong ánh mắt dừng lại tại mặt bên đồng hồ hộp lên, cái kia là năm ngoái chính mình sinh nhật Lý Tiểu Tịch đưa đồng hồ, một lần không mang qua. Mở ra liếc nhìn, đeo ở cổ tay liền lấy hành lý rương xuống lầu. Lên Lý Tiểu Tịch xe thể thao màu đỏ. Tay lái phụ trên chỗ ngồi có một cái túi thực phẩm, bên trong là ba cái bánh bao. Ninh Phong yên lặng ăn. Lý Tiểu Tịch bỗng nhiên liếc về đồng hồ, nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên. Hư hư nàng cao hứng bừng bừng la hét. Cuối cùng chính mình đi ra ngoài chơi á. Ninh Phong dư quan quan sát được những cái này, thầm nghĩ. Đối phó nàng giống như cũng rất đơn giản. Thấy Ninh Phong cũng không trả lời, Lý Tiểu Tịch trong ánh mắt thoáng qua một chút ác thú vị. Ông. Bước nhanh chóng 50. 100, 200. Ninh Phong trầm ổn bình tĩnh, phản phất đối với xe nhanh chóng không có cảm giác chút nào. Lý Tiểu Tịch thấy thế, biểu môi thấp xuống tốc độ. Hô! Ninh Phong trong lòng ám thở phào, bắt đầu suy tư hố trời sự tình. Nam Bắc lưỡng cực hố trời là đi tới dị tộc đại lục thông đạo, dị tộc đại lục có nhân loại căn cứ, phụ mẫu chính ở đằng kia làm nghiên cứu khoa học, không cách nào liên hệ. Dựa theo trong trí nhớ mẫu thân giao phó, bọn hắn còn có một thời gian hai năm trở về. Thế giới này biến hóa, thực sự là quá lớn ninh phong lòng có cảm giác một lát xe xuyên qua giải đất phồn hoa đi tới lâm ngoại ô xa xa nhìn lại giống như là cự thành một dạng nguyên nga tồn tại chính là mục đích của bọn họ cửa đá rộng chừng trăm mét cao hơn mười mét phía trên viết đại khí bàn bạc mấy chữ mà đô võ hồn đại học từng chữ giống như lợi kiếm có được khí tức sắc bén bên dưới cửa đá đám người rộn ràng xe ngựa như rồng ma võ danh khí cả nước bốn vị trí đầu từng đi ra rất nhiều danh tiếng như sắm bên tai cường giả. Quy mô cả nước đệ nhất, có gần 300 vạn học sinh, mỗi giới một triệu người, cự thành bên trong có 20 cái giáo khu, nhưng đệ nhất giáo khu, chỉ có chừng 5.000 người. Ninh Phong lấy tố chất thân thể niên cấp đệ nhị, thức tỉnh chính khỏa hồn tinh thành tích thẳng vào đệ nhất giáo khu. Hồn tinh thức tỉnh tại não vực, nhân loại tối đa có chính khỏa. Mỗi cái hồn tinh có thể học tập một loại hồn kỹ, Lý Tiểu Tịch viên thứ nhất hồn tinh đã học thành huyễn thuật hệ hồn kỹ, tố chất thân thể thành tích, nàng là nhường ninh phong biến thành vạn năm lão nhì tiểu ma nữ. Tại trước khi tiến vào đại học có hồn kỹ, đây là hiếm có chuyện phát sinh, nhưng cũng gián tiếp giải thích rõ ba điểm, có tư chất, có tiền, có vận khí. Đệ nhất giáo khu đến rồi. Lý Tiểu Tịch lái xe lái vào, ánh mắt tỏa sáng. Đây chính là ta muốn xưng bá địa phương. Ninh Phong nhìn nàng một cái, cũng không nghi ngờ, tiểu ma nữ này thật sự rất lợi hại, ba nàng cũng là hồn sư bên trong cường giả. Ninh Phong, ngươi hôm nay như thế nào buồn bực đây? Ngày trước đều chủ động nói chuyện với ta. Lý Tiểu Tịch nói câu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hư cười. Hả, ta hiểu được, ngươi có phải hay không đi tới đại học khẩn trương? Đừng sợ, có ta bảo kê ngươi đây. Ninh Phong ôn hòa nở nụ cười. Có đạo lý nhưng trong lòng thầm nghĩ. Nhà đầu này không trành thế sự, còn không biết nhân gian hiểm ác, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Nhưng ngẫm nghĩ một chút nàng thực lực khủng bố, nên Phong đột nhiên cảm giác được, không thể dùng trước kia ánh mắt đến đối đại thế giới này. Để nhất giáo khu đường đi rộng lớn, kiến trúc phần lớn tại sáu tầng, bài bố hợp quy tắc. Tại nhập học cao ốc nghiệm chứng gương mặt, vân tay, nhận thẻ học sinh. Ta không có tiện đưa ngươi rồi, ta muốn trở về nhìn ta một chút mấy cái cùng phòng tiểu tỷ muội. Lý tiểu tịch nói. Cùng phòng. Ninh Phong ngẩn người. Đúng thế. Lý tiểu tịch kỳ quái nói. Chúng ta tại trúng tuyển thời điểm liền phân ra túc xá A, đi ma đô dị thú sở nghiên cứu tham quan 7 ngày, ngươi không cùng cùng phòng gặp mặt sao. Ninh Phong nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, trong đầu thoáng qua một chút ký ức hình ảnh. Ánh mắt của hắn mờ sáng, Vương Bằng Triệu Đại Lan Trước khi trùng sinh, bọn hắn cũng là đại học cùng phòng, sau khi tốt nghiệp cùng một chỗ phát triển là hắn phụ tá đắc lực, mà bây giờ lại là cùng phòng, làm cho lòng người vui. Ta đi Ninh Phong phất phất tay, theo cột mốc đường chỉ dẫn hướng túc xá đi tới. Thái Dương dâng lên Trong ánh nắng mang theo đầu thu một chút thanh lương Ninh Phong khóe môi nhếch lên cười nhạt, bước đi vững vàng đi hướng về phía trước, nhẹ nhàng thì thầm. Ngươi khỏe, thế giới mới. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.